Hi, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Cỏ Rosé. Video này mình sẽ cùng nhau đi móc một con ít bằng len bông đũa như thế này ha. Thì mình sẽ đo cho mọi người xem kích thước của con ít này nha. Ngang của con ít là mình đo một nửa người ha, thì là 25 cm nè. Còn bề cao từ đầu đến phần đuôi của nó là khoảng 30 cm ha. Nguyên liệu cần có đó là mình dùng 2 cuộn len bông đũa. Thì ở đây mỗi cuộn 100g, thì 2 cuộn là khoảng 200g ha. Màu trắng để làm phần bụng của ít thì mình dùng khoảng 30g thôi. Màu hồng để làm phần má hồng thì khoảng 10g. Màu đen thì mọi người dùng một chút xíu thôi để mình làm cái miệng á. Ngoài ra mọi người cần chuẩn bị khoảng 100g đến 200g bông để mình nhồi vô giữa. Ở đây thì mình chỉ để tượng trưng thôi ha. Với len bông đũa thì mình dùng kim móc 10mm. Ngoài ra thì mình còn có hai mắt thú này là loại bự nè, loại 20mm á. Kéo cắt, kim, khâu len và ghim đánh dấu. Thì mình sẽ để link mua nguyên liệu ở dưới phần bình luận cho mọi người tham khảo ha. Đầu tiên thì mọi người tạo cho mình một vòng tròn ma thuật với tổng cộng là 8 mũi móc đơn ha. Bạn nào mà chưa biết cách làm vòng tròn ma thuật thì các bạn có thể xem lại video đầu tiên á. Mình có hướng dẫn mọi người cách móc vòng tròn ma thuật rồi. Ở đây, sau khi tạo được một vòng tròn thì mình sẽ móc vào đây 8 mũi móc đơn. Nhưng mà đầu tiên á, thì mình sẽ móc lên một mũi bính để tạo độ cao cho cái hàng. Sau đó mình đâm kim móc vào đây. Móc lên 8 mũi móc đơn. Đây là mũi móc đơn đầu tiên. Thì để mọi người dễ nhìn hơn thì mình sẽ dùng ghim đánh dấu để đánh dấu lại mũi móc đơn này. Tại vì cái sợi bông sữa mọi người sẽ khó nhìn cái chân á. Thì mọi người móc cái chân mũi đơn đầu tiên thì mọi người có thể dùng ghim đánh dấu. Đánh dấu lại, sau đó mình móc tiếp 7 chân nữa là tổng cộng chúng ta sẽ có 8 chân móc. Đây là chân thứ 3. Sau khi đã móc được 8 mũi móc đơn vào trong vòng tròn này thì mình sẽ tiến hành đi kết thúc vòng tròn ma thuật này bằng cách cái dây ngắn này mình sẽ rút chặt lại để cái vòng tròn này trở nên khép kín. Như vậy ha. Và mình sẽ dùng mũi dời để thao tác. Chúng ta sẽ móc mũi dời vào mũi móc đơn đầu tiên, chính là cái mũi mà mình dùng ghim đánh dấu lại lúc đầu á. Thì mọi người gỡ ghim ra và nhớ là cái chân này mình vừa gỡ ghim nè. Mình sẽ đâm kim vào đây. Móc lên một mũi dời. Như vậy là mình vừa hoàn thành xong vòng 1. Một vòng tròn ma thuật với 8 mũi móc đơn. Hàng thứ hai thì mình sẽ thao tác như sau. Đầu tiên mọi người cũng móc lên cho mình một mũi bính. Mũi bính này là để tạo độ cao cho hàng thôi ha. Mọi người đừng có quan tâm nhiều về nó quá, mọi người nhớ đây chỉ là mũi bính thôi, mình tạo để tạo nên độ cao cho hàng. Sau đó ở hàng này mình sẽ tiến hành mình tăng mũi. Mỗi chân mình sẽ móc vào đây 2 mũi móc đơn chung chân. Đây là chân đầu tiên nè, mình sẽ đâm kim móc vào đây, móc lên 2 mũi móc đơn chung chân. Đây là mũi móc đơn đầu tiên. Đây là mũi móc đơn đầu tiên. Tiếp theo đâm kim móc vào chân đó, móc thêm một mũi nữa, chúng ta có 2 mũi đơn chung chân. Và chúng ta cứ thực hiện như vậy, các chân bên cạnh mỗi chân các bạn cứ móc vào 2 mũi đơn chung chân cho đến cuối vòng. Đây là mình đã móc được đến cuối vòng và mình có tổng cộng là 16 mũi móc đơn, thì tăng gấp đôi số mũi so với hàng trước. Hàng trước là mình có 8 mũi móc đơn, thì hàng này
mình tăng lên được là 16 mũi móc đơn. Để kết thúc vòng này thì mình sẽ đâm kim vào chân móc đơn đầu tiên, chính là chân này, và thực hiện vào đây một mũi dời. Để bắt đầu lên hàng 3, mọi người cũng thực hiện tương tự. Đầu tiên chúng ta lên một mũi bính, sau đó chúng ta sẽ tăng mũi xen kẽ. Ở chân đầu tiên này mình sẽ móc vào đây 2 mũi móc đơn chung chân, có nghĩa là mình tăng một mũi. Ở chân bên cạnh thì mình sẽ móc vào đây một mũi móc đơn như bình thường. Chân thứ ba ở đây mình lại tiếp tục tăng mũi, móc vào đây 2 mũi móc đơn chung chân. Và chúng ta cứ thực hiện tăng mũi xen kẽ như vậy, một chân tăng, một chân không tăng, cho đến cuối vòng ha. Và mình gặp lại các bạn ở cuối vòng nhé. Đây là mình đã móc đến cuối vòng. Và hiện tại mình đã có được là 24 chân móc, tăng 8 chân so với cái hàng trước. Thì nếu mà mọi người móc đúng á, thì cái chân cuối cùng này sẽ là một chân bình thường nè, không tăng không giảm này ha. Và mình sẽ kết thúc vòng này bằng cách đâm kim móc vào mũi móc đơn đầu tiên, chính là chân này nè. Hồi nãy mình quên gắn kim đánh dấu, thì mọi người nhìn mọi người sẽ biết đây là chân đầu tiên. Còn bạn nào không biết cách đếm thì các bạn cứ đếm từ đây, các bạn đếm lui lại ha. Khi nào mà cái chân đó là chân thứ 24 thì chúng ta sẽ đâm kim móc vào và thực hiện một mũi dời. Tiếp theo thì mình sẽ móc lên hàng thứ tư bằng cách làm móc lên một bính, sau đó đâm kim móc vào chân móc đầu tiên, móc vào đây một mũi móc đơn. Ở chân bên cạnh mình cũng móc một mũi móc đơn như bình thường luôn, nhưng mà trước tiên thì mình sẽ dùng kim đánh dấu lại chân móc đơn đầu tiên này để tí nữa mình dễ nhìn hơn á. Chân bên cạnh mình cũng móc vào đây một mũi móc đơn. Đây là chân thứ ba nè, thì mình sẽ đâm kim móc vào đây và móc vào đây 2 mũi móc đơn chung chân. Chân tiếp theo chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn. Chân này cũng móc một mũi móc đơn. Và các bạn cứ thực hiện xen kẽ như vậy ha. Cứ móc một chân tăng rồi lại đến hai chân không tăng, sau đó lại đến một chân tăng. Thì hai chân này mình không tăng thì chân này, chân tiếp theo là mình sẽ tiến hành tăng mũi. Mọi người thao tác như vậy cho đến cuối vòng ha. Đây là mình đã móc đến cuối vòng rồi. Và mình có tổng số chân mũi là 32 chân mũi móc đơn. Thì chân cuối cùng mà mọi người móc đúng thì sẽ là một chân tăng mũi. Để kết thúc vòng này thì chúng ta gỡ ghim đánh dấu ra, đâm kim móc vào chân móc đơn đầu tiên này và thực hiện một mũi dời. Để lên hàng thứ 5 này thì mình sẽ móc lên một mũi bính. Bắt đầu từ hàng thứ 5 này trở đi thì mình sẽ cứ móc đều ha. Mỗi chân chúng ta móc vào đây một mũi móc đơn, không tăng không giảm. Để dễ nhìn hơn thì mọi người cứ dùng kim đánh dấu để tí nữa đỡ nhầm á. Ở đây mỗi chân thì mình móc vào một mũi móc đơn như bình thường, như vậy thì cái hàng này nó sẽ giữ nguyên số chân mũi so với cái hàng trước, đó là 32 chân. Đây là mình đã móc đến cuối vòng 5 và được tổng cộng là 32 chân mũi rồi. Để kết thúc cái hàng thứ 5 này thì mình sẽ đâm kim móc vào chân móc đơn đầu tiên và thực hiện một mũi dời. Hàng tiếp theo á, mình sẽ thực hiện tương tự như hàng vừa rồi luôn. Mỗi chân mình cũng sẽ móc vào một mũi móc đơn và tổng số chân mũi của mỗi hàng đó là 32 chân. Mọi người móc cho đến khi đạt được độ cao như mong muốn ha. Và mọi người lưu ý cái mặt mà mình đang móc là mặt ngoài này, mọi người nhớ bẻ ra ha. Mặt này là mặt trong, mặt có cái vòng tròn nè. Cái dây của vòng tròn nó thuộc là mặt trong thì mọi người nhớ lật ra để khỏi nhầm nha. Mọi người cứ thao tác tiếp, móc một bính rồi cứ móc mỗi chân một mũi móc đơn cho đến khi mình đạt được độ cao như mong muốn ha. Đây là mình đã móc được 11 hàng từ phía dưới tính lên nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Thì ở đây là mình đã móc được tổng cộng là 8 hàng không tăng không giảm này từ đây đến đây. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành phần tiếp theo, thì mình sẽ tiến hành để giảm mũi để nó bo nhỏ giống như phần đầu này nè. Thì ở hàng thứ 12 này mình sẽ thao tác như sau.
Đầu tiên mọi người cũng móc lên một mũi bính. Sau đó mình sẽ đâm kim móc vào chân đầu tiên, móc một mũi đơn. Chân thứ hai mình cũng móc một mũi đơn. Nhưng mà trước tiên thì mình sẽ đánh dấu lại cái chân đầu tiên này. Chân thứ hai là ở đây mình cũng sẽ móc một mũi móc đơn. Ở chân thứ ba mình sẽ tiến hành giảm mũi. Mình giảm chân thứ ba và chân thứ tư thành một mũi thôi. Thì cách thức giảm mũi sẽ được thực hiện như sau. Đâm kim móc vào chân thứ ba, kéo dây len qua. Trên kim chúng ta có 2 dây, các bạn chờ lại ha. Rồi tiếp tục đâm kim vào chân thứ tư. Khi mà trên kim chúng ta có 3 dây rồi á, thì mọi người kéo một lần qua 3 dây này là mình được một mũi giảm rồi nè. Ở hai chân tiếp theo này mình sẽ móc bình thường, mỗi chân móc vào đây một mũi móc đơn. Chân kế tiếp mình lại tiếp tục giảm mũi. Mình giảm mũi này và mũi này là hai mũi kế tiếp á, thành một mũi. Kéo dây len qua, chờ trên kim. Sau đó lại tiếp tục kéo dây len qua. Khi mà trên kim có 3 dây thì mình sẽ kéo một lần qua 3 dây này luôn. Thì như vậy thì hàng này mọi người sẽ thực hiện giảm mũi xen kẽ, cứ hai mũi bình thường đến một mũi giảm, lại đến hai mũi bình thường đến một mũi giảm. Và mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng, chúng ta sẽ có tổng cộng là 24 mũi móc đơn. Và mình sẽ gặp lại các bạn khi mà móc xong cuối vòng này ha. Đây là mình đã móc đến cuối vòng rồi, còn hai chân nữa. Thì trước này là hai chân mình móc bình thường, thì hai chân này mình sẽ tiến hành giảm mũi nè. Như vậy là mình đã móc xong cái hàng thứ 12 này. Để kết thúc thì mình sẽ gỡ kim đánh dấu và đâm kim móc vào đây, thực hiện một mũi dời. Tiếp theo chúng ta sẽ móc lên hàng thứ 13. Ở hàng thứ 13 này đầu tiên mình cũng sẽ lên một mũi bính. Sau đó đâm kim móc vào chân móc đầu tiên. Và mình sẽ móc vào đây một mũi móc đơn. Chân móc đơn đầu tiên mình sẽ ghim đánh dấu lại. Ở chân thứ hai và thứ ba này mình sẽ tiến hành đi giảm mũi. Cách thức thì tương tự như hồi nãy mình có hướng dẫn ha. Mọi người giảm hai chân này thành một chân nè. Sau đó chân tiếp theo mọi người móc bình thường, một mũi móc đơn. Rồi lại tiếp tục giảm mũi ở hai chân kế tiếp. Ở hàng này thì mọi người cứ thao tác tương tự lặp lại như vậy. Một chân bình thường xong rồi lại đến chân giảm mũi, lại đến chân bình thường ha. Và các bạn cứ thao tác như vậy đến cuối vòng, chúng ta sẽ có tổng cộng là 16 mũi móc đơn. Và mình sẽ gặp lại các bạn ở cuối vòng nha. Đây là mình đã móc đến cuối vòng mà còn hai chân này nữa. Thì mình sẽ móc vào đây một mũi giảm để kết thúc. Và để đóng cái vòng này lại thì mình sẽ gỡ kim đánh dấu ra. Đâm kim móc vào chân móc đơn đầu tiên này và thực hiện một mũi dời. Mọi người có thể thấy cái phần đầu nó lại co lại giống như phần dưới đây nè. Nó đang bó nhỏ lại dần ha. Thì đến bước này thì mọi người sẽ bỏ bông gòn vô. Tại vì tí nữa mình đóng lại thì mình sẽ không bỏ được nữa. Thì mọi người bỏ ở bước này nha. Mọi người cứ bỏ cho nó đầy và nó căng lên là được. Sau khi nhồi bông gòn xong thì mình sẽ móc lên hàng tiếp theo, chính là hàng thứ 14. Bằng cách là đầu tiên cũng lên một mũi bính. Sau đó mình sẽ đâm kim móc vào chân đầu tiên, kéo dây len qua. Chân thứ hai kéo dây len qua và móc một mũi giảm. Hàng này mình sẽ móc tất cả các mũi là mũi giảm luôn ha. Thì mình giảm chân nào mình cũng giảm hết. Thì hàng trước là mình có tổng cộng là 16 chân, thì hàng này mình giảm sẽ còn là 8 chân ha. Thì hàng này chân nào mình cũng giảm hết, nên là hàng này mình có hàng này mình sẽ giảm tất cả các chân. Như vậy số chân sẽ giảm một nửa so với hàng trước. Hàng trước chúng ta có 16 chân, thì hàng này mình sẽ giảm còn 8 chân thôi. Bên đây hai chân tiếp theo mình cũng giảm luôn, tất cả mình đều dùng mũi giảm.
tiếp tục giảm mũi. Các bạn cứ giảm như vậy cho đến hết vòng ha. Ở đây thì lưu ý là mọi người siết chặt tay một xíu cho cái phần vòng tròn này nó sẽ càng ngày càng nhỏ hơn nha. Sau khi giảm xong rồi thì mình sẽ đóng cái vòng này lại bằng cách đâm kim móc vào chân móc đầu tiên và thực hiện một mũi dời như hồi nãy thôi. Sẽ kéo dây len lên. Các bạn chừa một khúc để mình may cái miệng nó lại ha. Sẽ siết chặt nó lại. Sau đó ở cái bước này thì mình sẽ dùng kim khâu len. Các bạn đâm các mặt này lại với nhau. Mình siết chặt cái vòng tròn này lại á. Giấu nó đi ha. Sau khi móc kỹ xong thì mọi người giấu vô và cắt dây. Bông lồi lên thì mọi người cứ nhét xuống làm sao hết. Như vậy là mình đã móc xong phần thân của con ếch rồi nè. Tiếp theo thì mình sẽ tiến hành đi trang trí tai, mắt, tay chân và miệng của nó ha. Để làm phần tai thì mọi người tạo một vòng tròn ma thuật với 6 mũi móc đơn nha. Sau khi móc được 6 mũi móc đơn thì mình sẽ tiến hành rút dây ngắn này để đóng vòng tròn lại. Và để kết thúc vòng tròn thì mình sẽ đâm kim móc vào chân móc đầu tiên và thực hiện một mũi dời. Các bạn không biết chân nào là chân đầu tiên thì các bạn có thể đếm ha, đếm lui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì chân này chính là chân đầu tiên nè. Chúng ta đâm kim móc vào đây, thực hiện một mũi dời. Ở vòng thứ hai thì mình sẽ móc lên một mũi bính và mình sẽ tiến hành đi tăng mũi. Mỗi chân chúng ta móc vào đây 2 mũi móc đơn chung chân. Đây là mình đã móc đến cuối vòng và móc được 12 chân mũi. Thì tiếp theo thì chúng ta sẽ đóng vòng này bằng cách là móc vào mũi móc đơn đầu tiên một mũi dời và tiếp tục lên hàng 3 bằng cách lên một bính. Sau đó móc đều mỗi chân một mũi cho đến cuối vòng, chúng ta sẽ giữ nguyên số chân mũi là 12 chân. Đây là mình đã móc đến cuối vòng rồi nè. Mình sẽ đâm kim móc vào chân thứ 12 là chân này. Đây là mình đã móc đến cuối vòng rồi, mình sẽ kết thúc bằng cách đâm vào chân đầu tiên và thực hiện một mũi dời. Như vậy là mình đã kết thúc cái phần mắt rồi. Mọi người lên một bánh và tiến hành rút dây len qua và cắt dây. Chừa một khúc để tí nữa mình may vô cái phần thân ít ha. Và mọi người lưu ý cái này là mặt ngoài này, mọi người nhớ lộn cái mặt ngoài ra nha. Mặt ngoài là mặt này. Mặt trong là mặt có cái dây của vòng tròn ma thuật nè. Mặt ngoài là mặt này. Thì mình sẽ tạo hai phần mắt như vậy. Để làm chân và tay của con ếch thì cũng tương tự. Mình sẽ lên một vòng tròn ma thuật với 6 mũi móc đơn. Sau khi móc được 6 mũi móc đơn thì mình sẽ rút cái dây ngắn này lại và đâm vào chân đầu tiên, thực hiện một mũi dời.
Hàng thứ hai thì mình sẽ thực hiện như sau. Lên một mũi bính, sau đó đâm vào mỗi chân và móc vào đây một mũi móc đơn. Có nghĩa là chúng ta không tăng không giảm mũi á, cứ lặp lại như vậy cho đến cuối vòng mình sẽ có tổng cộng là 6 mũi móc đơn. Nên là mình đã móc được 6 mũi móc đơn. Và để kết thúc vòng này thì mình sẽ đâm kim móc vào chân đầu tiên này và thực hiện một mũi giờ. Sau đó lên một bính, kéo dây len qua và cắt dây. Mình đã kết thúc được phần tay và phần chân. Thì ở đây phần tay và phần chân mình sẽ thao tác y chang nhau, vì vậy mình cần làm 4 phần như thế này ha, để làm hai tay hai chân. Và mọi người nhớ là lộn ra hai phần mà mình làm là phần này. Phần này là mặt trong này, có cái dây của vòng tròn ma thuật này. Chúng ta lộn ra. Đó. Thì chúng ta sẽ làm 4 phần như thế này để làm hai tay và hai chân. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành đi làm phần bụng ít. Thì ở đây mình sẽ tạo một vòng tròn ma thuật với 8 mũi móc đơn. Các bạn cứ thao tác giống như cái phần thân ít lúc đầu mình làm nè. Mọi người móc lên. Hàng thứ nhất, hàng thứ hai, hàng thứ ba và hàng thứ tư y chang như phần này luôn. Phần bụng này nè, nên là mình khỏi hướng dẫn lại đúng không ạ? Mình sẽ làm giống 2 4 hàng này. Tăng mũi y chang luôn. Sau khi móc được 4 vòng tương tự như 4 vòng của phần thân màu xanh này mọi người, thì chúng ta sẽ tiến hành đi kết thúc cái phần bụng này bằng cách móc lên một mũi bính và tiến hành cắt dây. Chúng ta sẽ chừa một đoạn dây để tí nữa mình may nó vô phần màu xanh ha. Đối với hai phần mắt ít thì mình sẽ tiến hành gắn mắt nhựa vào bằng cách là đâm mắt nhựa vào mặt sau, và mình sẽ dùng cái nút có sẵn của nó nè, khi mà mình mua á đã có rồi, và gắn nó vô. Để gắn phần mắt vào phần thân thì mình sẽ dùng kim khâu len nè. Cái đoạn dây thừa nãy thì mình sẽ sâu vào kim khâu len, sau đó xác định hai điểm ở phía trên đầu và tiến hành may vào. Thì cách may thì cũng khá dễ thôi ha, mọi người cứ đâm nó vào phần thân rồi mọi người may lên thôi. Nó sẽ dính được nè. Và chúng ta sẽ bo hết từ phía này đến phía này. Chúng ta viền xong con mắt thì chúng ta sẽ kết thúc bằng cách là đâm kim vào một chân và gút một nút thắt ở đây. Sau đó giấu len đi. Và tiến hành cắt dây len ha. Như vậy là mình vừa may được một cái mắt rồi. Cái mắt còn lại mọi người may tương tự luôn. Sau khi may xong hai phần mắt thì mình sẽ tiến hành may cái tay và cái chân của nó vào luôn. Thì mình cũng sẽ dùng kim khâu len thôi. Mình may vòng là được à. Nên là mình đã móc xong hai cái tay và hai cái chân. Bây giờ chúng ta sẽ làm tương tự như vậy đối với cái phần màu trắng này. Chúng ta cũng sẽ may viền nó vào cái phần này. Các bạn cứ may như vậy đến khi chúng ta được một vòng tròn thì thôi. Để làm phần miệng á, thì đầu tiên là mình gút một cái gút ở phần đuôi của sợi dây len màu đen này. Mình sẽ gút bự lên một xíu cũng được. Mình sẽ móc cái miệng ở đây như thế này. Thì mình sẽ đâm kim từ ở phía dưới này nè. Đâm lên. Mình nhét cái nút này vô đây ha. Đó. Sau đó mình sẽ đâm lên. Và đâm qua hai chân.
bông mà rơi ra thì mọi người cứ việc đẩy nó vô thôi. Đối với phần má hồng thì mọi người cũng thực hiện tương tự ha. Mình tạo một nút thắt xong rồi kéo len qua, móc hai đường ngang tương tự như cái miệng này thôi. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong một con ếch bằng len bông đũa khá là đơn giản, mọi người có thể thao tác để tặng người thân bạn bè ha. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video và đừng quên đăng ký like, share, ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye bye!